Giá Bitcoin hôm nay ngày 18 tháng 12, Bitcoin đang tắt dần các kỳ vọng. Theo ghi nhận vào lúc 8 giờ sáng nay thôi, giá Bitcoin đang ở mức 46,3.000 USD một bit, giảm 3% so với 24 giờ trước. Như vậy, trong số các altcoin có giá trị vốn hóa cao nhất thị trường tiền mã hóa, mức giảm lớn nhất thuộc về SHIBINU, còn mức giảm nhỏ nhất thuộc về Tesla. Mức tăng giá ngắn ngủi trong 2 ngày qua đã bị hạn chế do Bitcoin cuối cùng giảm xuống dưới 48.000 đô la, mặc dù các biểu đồ cho thấy sự phục hồi có thể ổn định quanh mức hỗ trợ 46.000 đô la. BTC gần như không đổi trong tuần qua so với mức giảm 1% của ETH, mức tăng 5% của mã thông báo SOL của Solana và mức tăng 38% của mã thông báo AVAX của Avalanche trong cùng thời kỳ. Sự phân tán rộng rãi trong lợi nhuận tiền điện tử trong tuần này cho thấy rằng sự thèm muốn của nhà đầu tư đối với rủi ro vẫn còn mạnh mẽ. Thông thường, thị trường tiền điện tử tổng thể bắt đầu có xu hướng cao hơn khi các loại tiền điện tử thay thế bắt đầu hoạt động tốt hơn Bitcoin. Tín hiệu giảm giá của Bitcoin đang cạn kiệt dần, điều này cho thấy khả năng giá sẽ tăng trong ngắn hạn, chỉ số sức mạnh tương đối, JRC cũng bị bán quá mức, thường xảy ra trước khi giá tăng tương tự như những gì đã xảy ra vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, việc mất đà tăng trên biểu đồ hàng tuần là điều đáng lo ngại. Nhiều lần thử không thành công ở mức giá cao nhất mọi thời đại gần 69.000 USD cho thấy xu hướng tăng rộng hơn đang suy yếu. BTC đang ở một thời điểm quan trọng và vẫn dễ bị giảm giá 20% nếu phe mua không thể giữ các mức hỗ trợ hiện tại. Các nhà phân tích tiền điện tử cho biết một cảm giác giảm giá mới có thể đã len lỏi vào thị trường sau thông báo vào tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rằng họ sẽ đẩy nhanh việc thu hồi các biện pháp kích thích tiền tệ. Nhiều nhà đầu tư cho biết việc in tiền của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong vài năm qua đã củng cố sức hấp dẫn của tiền điện tử như một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Do đó, việc giảm bơm tiền vào thị trường có thể gây áp lực giảm giá. Cảnh báo sốc về giá trị Bitcoin trong tương lai. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, ông John Cunliffe cảnh báo rằng Bitcoin có thể trở nên vô giá trị trong tương lai và những người đầu tư vào tiền điện tử nên nhận thức về rủi ro mất tất cả. Trong cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng đối với các nhà đầu tư tiền số, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh đã đặt nghi vấn liệu Bitcoin, đồng tiền đang thống trị thị trường tiền kỹ thuật số, có bất kỳ giá trị vốn có nào hay không. Sự trồi sụt của đồng Bitcoin khiến giới đầu tư nhiều fan hoảng loạn khi đồng tiền số này tăng, giảm trong biên độ 50% trong vòng chưa đến một năm. Phó Thống đốc John Cunliffe cho biết ngân hàng này đã chuẩn bị sẵn sàng cho những rủi ro liên quan đến loại tài sản kỹ thuật số này sau khi mức độ phổ biến của nó tăng lên nhanh chóng. Giá của Bitcoin có thể thay đổi khá nhiều và cả về mặt lý thuyết lẫn thực tế đều có thể giảm xuống bằng không. Vốn hóa thị trường của các tài sản tiền số đã tăng gấp 10 lần kể từ đầu năm 2020 lên khoảng 2,6 tỷ USD, chiếm khoảng 1% tài sản tài chính toàn cầu. Khoảng 0,1% tài sản của các hộ gia đình ở Anh là từ Bitcoin và những đồng tiền số tương tự, chẳng hạn như Ethereum và Binance. 2,3 triệu người Anh đang nắm giữ tài sản tiền số với số tiền trung bình khoảng 400 USD mỗi người. Trong một bài đăng trên website chính thức ngày 14 tháng 12, ông Thomas Beham làm việc tại bộ phận truyền thông của VE cho hay Bitcoin không đáp ứng nhiều đặc tính cần thiết của một loại tiền tệ khi quá dễ biến động giá trị. Ngoài ra, không giống như các dạng tiền truyền thống, Bitcoin không được sử dụng để định giá những thứ khác ngoài giá trị của chính nó. Chuyên gia Thomas Beham nhận xét rằng sự khan hiếm của Bitcoin bị giới hạn số lượng kịch trần là 21 triệu đồng xu là một trong những nguyên nhân chính hấp dẫn các nhà đầu tư, nhưng đặc tính này cuối cùng có thể khiến Bitcoin trở thành thứ vô giá trị. Hạ viện Brazil thông qua dự luật tiền mã hóa. Mới đây, Hạ viện Brazil đã thông qua dự luật tiền điện tử mới. Sắp tới, dự luật này sẽ tiến thêm một bước tới gần đời sống nếu được Thượng viện đồng ý. Được biết, đề án sẽ giới thiệu cơ quan trung ương có nhiệm vụ điều chỉnh mọi hoạt động môi giới tiền mã hóa và nhiều khả năng nó sẽ là Ngân hàng Trung ương Brazil. Ngoài ra, các hình phạt dành cho tội phạm tiền mã hóa cũng sẽ được thiết lập. Một trong những chi tiết được đưa vào dự luật, đó là việc sàn giao dịch hoặc người quản lý danh mục đầu tư cho bên thứ ba một cách bất hợp pháp sẽ bị đưa vào tội tham ô và có thể bị phạt tiền kèm thêm phạt tù tối đa 8 năm. Rõ ràng,
Brazil đang ngày một tiến gần đến việc hợp thức hóa tiền mã hóa. Trong tương lai, không ngoại trừ khả năng nhiều quốc gia khác cũng làm điều tương tự. Liệu Bitcoin có đủ thời gian để đạt 100.000 đô la khi chỉ còn 2 tuần nữa là sang năm 2022? Đầu tư luôn là một cuộc chiến giữa đi lên và đi xuống, đôi lúc có bên thắng áp đảo, đôi lúc chao đảo cho cả hai bên. Trên thực tế, đầu tư vào tiền điện tử khó đoán hơn rất nhiều so với cổ phiếu truyền thống. Chỉ còn 2 tuần nữa, thế giới chào đón năm 2022. Liệu tiền điện tử nổi bật nhất Bitcoin có đủ thời gian quay trở lại để đạt mức 100.000 đô la? Giám đốc điều hành Jess Powell của sàn giao dịch điện tử Dragon cho biết, hiện tại thật khó để biết giá Bitcoin sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, Powell vẫn lạc quan và đưa ra lời khuyên hãy mua Bitcoin và nhìn vào xu hướng dài hạn, nghĩa là một khoản đầu tư 5 năm hoặc 10 năm. Có khả năng Bitcoin sẽ giảm xuống mức 42.000 đô la, thậm chí dưới 40.000 đô la. Tuy nhiên, thị trường sẽ phục hồi vì các nhà đầu tư sau khi bán sẽ mua vào. Cá nhân tôi cũng đã mua khi Bitcoin giảm xuống gần 30.000 đô la một vài tháng trước. Theo giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hogan cho biết, Bitcoin ở mức 100.000 đô la vào cuối năm là một dự đoán khó trở thành hiện thực. Tôi nghĩ 100.000 đô la có thể là mục tiêu vào năm 2022, nhưng năm nay tôi không chắc lắm. Theo Wearmap, kể từ ngày 13 tháng 12, Bitcoin đã trải qua khoảng 100 ngày trong phạm vi 40.000 đô la và Bitcoin có thể tiếp tục ở mức này trong một thời gian nữa. Mức 40.000 đô la là một khu vực các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ. Hiện tại, trong cộng đồng đang bày tỏ quan điểm ủng hộ Bitcoin chạm mốc 40.000 đô la hiện là một khả năng có thật. Do đó, mọi người có thể lựa chọn hai con đường, mua giá giảm và hold hoặc mua từ các vị thế bán. Bởi vì rất có khả năng những tuần cuối năm, Bitcoin sẽ những TikToker làm content về tiền điện tử ở Trung Quốc sẽ khó tiếp tục tồn tại. Việc Trung Quốc cấm các hoạt động liên quan đến tiền điện tử khác nhau đã xuất hiện khá thường xuyên. Ngay cả khi năm nay sắp kết thúc, lập trường bảo thủ về tiền điện tử vẫn không dừng lại. Mới đây, các quan chức Trung Quốc chính thức tuyên bố cấm nội dung lôi kéo sự tham gia vào hoạt động khai thác và kinh doanh tiền điện tử trong các video ngắn. Cụ thể thông báo như sau, để Trung Quốc cải thiện chất lượng của nội dung video ngắn, cấm các video ngắn lan truyền nội dung sai lệch và có hại về tiền điện tử, hướng tới việc tạo ra không gian mạng rõ ràng. Các quy tắc này được xây dựng theo luật và quy định quốc gia có liên quan như quy định quản lý dịch vụ chương trình nghe nhìn trên Internet và các quy tắc chung về đánh giá nội dung chương trình nghe nhìn trực tuyến. Dù không nêu đích danh, nhưng rõ ràng với thông báo này, công ty chuyên niêm yết lớn nhất thế giới ở Trung Quốc là ByteDance, sở hữu TikTok, nền tảng video ngắn lớn nhất thế giới, là những nền tảng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Không cần phải nói, những người tạo nội dung từ điện tử trên nền tảng video này Trung Quốc sẽ cảnh báo các trò chơi play to earn là lừa đảo. Xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp từ điện tử GameFi hoạt động theo mô hình play to earn, chơi để kiếm tiền, nhưng không phải ai cũng là fan của nó. Anti-fan mạnh nhất là Trung Quốc đã cảnh báo về trò chơi play to earn thông qua một kênh truyền hình nhà nước, kêu gọi người dân không nên tham gia các trò chơi blockchain play to earn. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV gọi những trò chơi này là trò lừa đảo. CCTV tuyên bố rằng những trò chơi này có các trò chơi trang web kinh phí thấp và gian lận người chơi, đồng thời cũng tiếp tục trích dẫn các chuyên gia trong ngành, những người đã so sánh cơ chế này với cơ chế của một kế hoạch Ponzi, một hình thức lừa đảo lấy tiền người vào sau, trả cho người vào trước. Chuyên gia đó là Dash Huran, giám đốc điều hành của TapTap, một nền tảng phân phối trò chơi nổi tiếng của Trung Quốc, nói rằng các trò chơi play to earn trên blockchain hiện tại về cơ bản là các trò chơi cờ bạc và các kế hoạch Ponzi chỉ dành cho các nhà đầu tư non kinh nghiệm và quá cả tin. I'm sorry for the things I've done, and I try and be stronger in this life I chose. But I want you to know that door I closed in your honor. I'm sorry, 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 sorry. To my mother, I'm sorry, 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 sorry. To the victim, I'm sorry, 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 sorry. Yes, Your Honor, I'm sorry, 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 sorry. Hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, Alibaba và Baidu đầu tư mạnh vào Metaverse. Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba và Baidu đang tiến sâu vào hệ sinh thái Metaverse đang bùng nổ, mà cho truyền thông nhà nước đang cảnh báo về những mối nguy hại trong thế giới mới không được kiểm soát này. Alibaba hiện đang thành lập một công ty tập trung vào Metaverse mới, có tên Chongqing Shenzhen tại Bắc Kinh, chỉ sau 2 tháng khi tập đoàn này tung ra một thương hiệu trò chơi điện toán đám mây có tên tương tự. Động thái này phản ánh chiến lược của Alibaba, đó là nỗ lực tận dụng công nghệ điện toán đám mây và công nghệ tiên tiến của mình để thiết lập cơ sở hạ tầng thiết yếu cho Metaverse. Để
thâm nhập vào lĩnh vực trò chơi và không gian thực tế ảo sau này, khi khái niệm Metaverse trở nên hoàn thiện hơn. Theo hãng truyền thông Trung Quốc China Stock Market.cn cho biết, hoạt động kinh doanh của Alibaba đầu tư mạnh vào thế giới Metaverse nhằm thể hiện sự quan tâm nghiêm túc của mình vào không gian này, bất chấp mọi sự giám sát chặt chẽ. Và vào tuần trước, một gã khổng lồ công nghệ khác là tập đoàn Baidu đã thông báo sẽ ra mắt sản phẩm Metaverse đầu tiên mang tên Land of Hope trong tháng này và tổ chức hội nghị trong Metaverse đầu tiên tại Trung Quốc với tổng sức chứa 100.000 người tham gia. Đồng thời, Baidu cũng tìm cách bổ sung giáo dục trực tuyến, tiếp thị kỹ thuật số vào Land of Hope và khai thác sức mạnh của mình trong AI khi xây dựng đối thoại mờ ám giữa Elon Musk và Creator Dogecoin. Cả hai đang âm mưu về dự án Metaverse hay niên mới. Tỷ phú chất chơi Elon Musk đang khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao với hình ảnh thể hiện người đàn ông có ba vóc dáng ủ trụ theo từng cấp độ, kèm theo dòng tweet ngụ ý bị chốt lỗ rằng khi tôi mua một viên đá giá 10, ngày hôm sau chỉ bán được 5. Bên dưới, Musk tiếp tục tweet lại rằng chỉ là trò chơi mua bán cũ thôi mà. Creator Dogecoin được biết đến với tên Shiba2C Nakamoto hay Billy M2K đã retweet lại rằng cấp sinh đó có vẻ như một chim chip đang làm gì đó. Trước đó, creator này cũng tham gia thảo luận với bài đăng của Musk với nội dung: "Tôi rất hào hứng với Metaverse, vì nó chưa được định nghĩa là gì nên bạn có thể giả vờ nó là bất cứ thứ gì và mọi thứ bạn muốn, bạn sẽ không sai." Elon Musk, tỷ phú nổi tiếng với cái tính dị biệt, CEO Tesla và SpaceX, gần đây đã chấp nhận thanh toán vào Dogecoin cho Tesla. Meme coin đã tăng vọt hơn 20% sau đó. Musk cũng vừa trở thành nhân vật của năm do Time bình chọn. Billy M2K là một kỹ sư máy tính, cha đẻ của Dogecoin, nhưng đã quyết định rời khỏi dự án vì không chịu được những lời chỉ trích khi tạo ra meme coin từ một trò đùa vào năm 2013. Hiện tại đang tung ra một bộ sưu tập NFT riêng, một màn đối thoại mờ ám giữa hai con người tài giỏi nhưng khó hiểu, đang khiến cộng đồng tranh cãi. Cả hai đang âm thầm hợp tác để xây một dự án Metaverse hay tạo hẳn một meme coin mới. Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, Dogecoin giao dịch ở mức khoảng 0,17 USD, đã giảm gần 4% trong 24 giờ qua, khiến cộng đồng suy đoán rằng có thể cả hai đang hợp tác để có một đợt siêu chốt mạnh sắp tới. Hãy cùng chờ xem diễn biến nào. Vợ Donald Trump ra mắt bộ sưu tập NFT nhưng Solana tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Vào ngày hôm nay, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump ra mắt bộ sưu tập NFT trên nền tảng Solana SOL đầu tiên của mình. Thế nhưng ngay sau đó, đại diện của Solana Lab xác nhận rằng họ không chịu trách nhiệm về dự án, nói rằng sự lựa chọn của Melania về việc sử dụng blockchain Solana là quyết định cá nhân và dự án này không liên quan đến bất kỳ sáng kiến nào được lãnh đạo bởi Solana. Tác phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập NFT của Melania Trump là bức ảnh có tên Tầm nhìn của Melania, được sáng tác bởi nghệ sĩ Marc Antoine Coulon. Đã có sẵn trên trang web của cô ấy từ hôm nay đến ngày 31 tháng 12, được bán với giá 1 SOL, hiện giá trị khoảng 185 USD. Trong tương lai, sẽ phát hành các NFT bổ sung và tổ chức các cuộc đấu giá vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, kỹ thuật số và vật lý, cũng như phụ kiện vật lý độc nhất vô nhị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!